Dạ và để chương trình ngày hôm nay vào khách mời toàn thể cô chú và anh chị đến hát giao lưu với Ngọc Quân một buổi tối cuối tuần nhiều sức khỏe và tràn đầy hạnh phúc trong buổi tối hôm nay. Vào khách mời ca khúc đón xuân này tôi nhớ sớm xưa. Thank you.